Như phim hành động, cảnh sát đón lõng, khống chế nghi phạm là tài xế chặn đường, giở trò đổi bại với cô gái đang đi thăm người yêu. Mới đây, hình ảnh từ camera trạm thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã ghi lại toàn bộ quá trình các trinh sát bắt giữ nghi phạm vụ án. Theo đó, Nhất là nghi phạm trong vụ án giở trò đổi bại với cô gái trẻ sinh năm 2000. Theo hình ảnh từ camera, khi nghi phạm Nhất đang lái xe tải trên cao tốc hướng từ thành phố Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, đến trạm thu phí thì nhân viên trạm thu phí đã phối hợp với các trinh sát hình sự đón lõng và khống chế Nhất như phim hành động. Qua điều tra ban đầu, vào đêm ngày 10 tháng 8, chị N, 24 tuổi, quê Kiên Giang, chạy xe máy hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bà Rịa, Vũng Tàu để thăm người yêu. Chị không hề biết rằng Nhất điều khiển xe đông lạnh đã theo dõi chạy phía sau chị hàng chục km. Tới rạng sáng ngày 11 tháng 8, đến khu vực Đồi Cừu, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, thấy xung quanh vắng vẻ, hắn đã vượt lên chặn đầu xe chị. Sau đó, Nhất xuống xe, uy hiếp chị N, dừng xe máy, trở vào khu vực vắng người rồi thực hiện hành vi đổi bại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức đã xác định nghi phạm là Trần Văn Nhất và phối hợp bắt người khi Nhất đang điều khiển xe trên cao tốc. Khi đoạn camera tại trạm thu phí được chia sẻ, nhiều người đã vô cùng khâm phục và bất ngờ trước nghiệp vụ nhanh gọn lẹ của các đồng chí công an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.